Minh Vi chào mừng quý vị đang đến với bản tin FBNC ngày 22 tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin kỳ này, Minh Vi xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. 45.000 tỷ đồng ngân sách chưa có phương án phân bổ dù nhiều dự án thiếu vốn. 90% doanh nghiệp châu Âu muốn phát triển đầu tư tại Việt Nam. Ngân hàng Phát triển châu Á đã tài trợ hơn 7,8 tỷ đô la cho thương mại tại Việt Nam từ năm 2009. Thưa quý vị, mới đây Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2016-2020. Một điểm đáng chú ý tại phương án này là sau khi trừ tỷ lệ dự phòng, ngân sách trung ương còn khoảng 45.000 tỷ đồng vốn chưa có phương án phân bổ, trong khi nhu cầu vốn nhiều dự án của các bộ ngành chưa được bố trí. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch trung hạn 2016-2020 được Quốc hội thông qua là 2 triệu tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương 1 triệu 120.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý, mặc dù phần lớn vốn đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước đã được tổng hợp, phân bổ cho từng dự án, song sau khi trừ tỷ lệ dự phòng, còn khoảng 45.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa có phương án phân bổ, trong khi nhu cầu vốn nhiều dự án của các bộ ngành chưa được bố trí. Nguyên nhân chủ yếu là do đến nay vẫn còn 10 bộ, ngành và một số địa phương chưa gửi báo cáo hoặc báo cáo phân bổ vốn chưa đúng quy định, dẫn đến tình trạng danh mục được tổng hợp chưa thực sự đầy đủ, không cùng mặt bằng số liệu, chưa bảo đảm căn cứ đầy đủ để Chính phủ đưa ra nhận định, đánh giá về tỷ lệ vốn bố trí và phân bổ nguồn vốn ngân sách hợp lý hơn. Trước mắt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát có phương án sớm phân bổ các nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đồng thời rà soát toàn bộ các dự án ODA, bảo đảm việc bố trí vốn đúng đối tượng, đúng danh mục dự án đã được ký kết hiệp định, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư công như hiện nay. Khảo sát mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurosam cho biết hầu hết các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát hài lòng về sự cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam và có tới 90% các doanh nghiệp được hỏi muốn phát triển đầu tư tại Việt Nam. Theo Eurosam, có tới 76% doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam tham gia khảo sát bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh doanh tại đây trong năm 2017. Đa số các doanh nghiệp này đánh giá cao về sự cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam thời gian qua. Nhờ sự lạc quan về phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh được cải thiện tích cực, có tới 90% số lượng doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoặc phát triển đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, 56,6% số doanh nghiệp khảo sát cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng lao động Việt Nam trong năm nay và hướng tới mở rộng quy mô để tuyển dụng thêm. Đại diện của Eurojam cũng cho hay, Eurojam đang thực hiện hai dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa châu Âu đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh đó, trong năm 2017, tổ chức này sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đầu tư, phát triển tiềm năng cho các địa phương, trong đó tập trung vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Thưa quý vị, chương trình tài trợ thương mại TFP của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009. Tính đến nay, thì chương trình này đã cung cấp hơn 7,8 tỷ đô la cho hơn 5.200 giao dịch thương mại tại Việt Nam. Và phần lớn ngân sách tài trợ thương mại được dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện chương trình tài trợ thương mại của ADB đang hợp tác với một số ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tài chính thương mại thông qua các khoản bảo đảm thay tài trợ trực tiếp. Chỉ tính riêng trong vòng một năm qua, chương trình TFP đã hỗ trợ 25 giao dịch tại Việt Nam với tổng giá trị trên 160 triệu đô la Mỹ. Để được ADB cấp hạn mức, các ngân hàng phải đáp ứng được các tiêu chí mà ngân hàng ADB đặt ra như hoạt động hiệu quả và lành mạnh, quản trị rủi ro tốt, thông tin minh bạch, định hướng phát triển rõ ràng, đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược. Trong năm nay, ADB sẽ hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB để thực hiện các giao dịch tài trợ thương mại của SHB, nâng tổng giá trị các giao dịch mà SHB có thể sử dụng nguồn vốn tài trợ để cho vay giao dịch xuất nhập khẩu tại một thời điểm lên tới 150 triệu đô la Mỹ. Hợp tác của SHB và ADB trong chương trình TFP được khởi động từ tháng 3 năm 2016 bằng việc ADB lựa chọn SHB là ngân hàng phát hành với hạn mức ban đầu là 25 triệu đô la Mỹ. Trong suốt thời gian hợp tác, SHB đã tối ưu hóa việc sử dụng hạn mức được cấp, qua đó đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là trong hoạt động bảo lãnh và tài trợ xuất nhập khẩu, góp phần hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và cũng trong mới đây, một nhà đầu tư điện gió tại tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ triển khai mô hình du lịch sinh thái ngay bên trong khuôn viên cánh đồng điện gió 400 hectare tại Bình Thuận. Nếu thuận lợi, dự kiến mô hình cánh đồng điện gió kết hợp du lịch sinh thái đầu tiên của Việt Nam sẽ có thể đón khách từ năm 2018. Đây là khuôn viên bên trong cánh đồng điện gió Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do công ty cổ phần Phong Điện Thuận Bình đầu tư. 12 tua bin gió thuộc giai đoạn 1 đã hoạt động từ tháng 9 năm 2016. Mỗi trụ tua bin cao 90m, đường kính 4m, cánh dài 50m, tổng công suất là 24 MWh.
Mục tiêu công ty cổ phần Phong Điện nhắm tới là hình thành trung tâm năng lượng sạch và du lịch sinh thái tại dự án. Cụ thể, giai đoạn 2 nhà máy Phong Điện sẽ nâng công suất gấp đôi hiện tại, và dự án điện mặt trời Phú Lạc nâng tổng công suất toàn dự án lên 540 MWh. Song song với kế hoạch phát triển du lịch sinh thái ngay trong lòng cánh đồng tu binh gió, với một quần thể gồm khu vực bảo tồn cát tự nhiên, hệ thống trang trại nông sản và gia súc sạch. Mảnh đất này là trước khi chúng tôi lên đây là một cái mảnh đất rất là khô cằn, không một bóng người, không một cây cối nào sống được vì quá khô hạn. Nhưng khi lên đây chúng tôi thấy rằng là nếu mà có nguồn nước thì mọi việc nó sẽ theo ý mình. Và hiện nay chúng tôi đã chủ động nguồn nước, cây xanh cũng đã bắt đầu lên. Và khi chúng tôi phát triển các cái tu bin gió ở đây rồi thì thấy chúng tôi thấy rằng là không có lý do gì không xây dựng một cái mô hình là du lịch sinh thái ở đây cả. Thì trước mắt chúng tôi sẽ cho trồng những cây chịu hạn, sau đó sẽ làm những vườn cây ăn trái, cây ngắn ngày trên địa bàn 400 hectare này. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc kinh doanh khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, công ty Vasta của Đan Mạch, đơn vị cung cấp thiết bị và kỹ thuật dự án cho biết, việc triển khai mô hình du lịch sinh thái kết hợp điện gió đã được áp dụng tại nhiều nước phát triển và khá thành công. Việt Nam là khu vực giàu tiềm năng điện gió, đặc biệt là vùng duyên hải Nam Trung Bộ với tốc độ gió bình quân 8m trên giây ở độ cao 80m. Ông nhận định giá thành sản xuất điện gió cao hơn nhiều so với nguồn điện như nhiệt điện hay thủy điện là chưa chuẩn xác, bởi thủy điện và nhiệt điện chưa tính đúng, tính đủ các mối rủi ro môi trường và giá nguyên liệu gia tăng theo thời gian. Công nghệ của điện gió thì sẽ luôn luôn phát triển và nó kéo đến cái chi phí cho cái đầu tư vào của thiết bị điện gió nó sẽ giảm đi. Như chúng ta đã biết là cứ sau mỗi 5 năm thì nó sẽ giảm đi cỡ tầm khoảng độ 15%, trong khi cái nguyên liệu của chúng ta là miễn phí, đó là gió trời. Bởi vậy nó sẽ kéo cho cái giá thành đầu tư vào một đơn vị năng lượng của điện gió nó sẽ giảm đi. Thì với cái xu hướng như thế thì chúng ta sẽ thấy là trong tương lai gần thì cái việc đầu tư vào điện gió nó trở nên càng ngày càng hiệu quả hơn. Hiện công suất điện gió tại Việt Nam chỉ mới đạt 140 MWh, gần như không đáng kể trong cơ cấu điện quốc gia. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam đạt 800 MWh, gấp 5 lần công suất hiện tại, tương đương 1% trong cơ cấu các nguồn điện. Thưa quý vị, đến với chuyên mục Mỗi Ngày Một Con Số, kỳ này thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 10.000. Đây là số căn hộ nhà ở xã hội mà thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển với giá chỉ từ 100 cho đến 200 triệu đồng một căn, theo nhận định của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh HORE. Cụ thể là trong công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, HORE cho rằng thành phố vẫn có thể làm được những căn hộ nhà ở xã hội có giá từ 100 cho đến 200 triệu đồng một căn. Theo đó, mỗi căn có diện tích xây dựng là 30 m2 bao gồm 20 m2 sàn và 10 m2 gác lửng. Số căn hộ này có thể phát triển được tại một số khu vực có điều kiện tương đồng như là tỉnh Bình Dương, nghĩa là đã có sẵn hạ tầng giao thông và một số tiện ích cơ bản như trường học, bệnh viện, khu vực vui chơi giải trí, nằm gần khu công nghiệp, có địa chất vững chắc. Trong đó, HORE liệt kê một loạt các khu vực như là khu chế xuất Linh Trung 1, 2, 3, 326 hectare, khu công nghệ cao 913 hectare, công viên phần mềm Quang Trung 43 hectare, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 643 hectare, trong đó có 2/3 diện tích thuộc tỉnh Bình Dương. Khu đô thị công nghiệp cảng biển Hiệp Phước 3.600 hectare và khu chế xuất Tân Thuận 320 hectare. Cũng theo HORE, 10.000 căn nhà ở xã hội này chỉ giải quyết được 1% nhu cầu nhà ở giá rẻ. Đại đa số công nhân lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư sẽ không còn loại nhà này để mua. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo, Minh Vi xin mời quý vị cùng cập nhật một số diễn biến đáng chú ý tại thị trường châu Á. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác thương mại song phương. Cảnh sát Pakistan đã thu giữ lượng ma túy trị giá 1 triệu đô la.